Chiều tối qua 17 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tuyến đường độc đạo 71 đi vào Thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông suốt. Đây là điều kiện thuận lợi để hôm nay 18 tháng 11, cơ quan chức năng đưa các phương tiện, máy móc và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường, tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đi đến Thủy Điện Rào Trăng 4 đã xuất hiện khoảng 5 điểm sạt lở, cản trở việc di chuyển lên Thủy Điện Rào Trăng 3. Hôm nay, các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục sử dụng máy móc để đào đất, nắn dòng suối Rào Trăng, tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm ở dưới lòng suối